chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa đầu tiên đã gây được nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Năm nay, tiếp nối thành công mùa đầu tiên, chương trình Ai Sẽ Thành Sao 2018 chính thức tuyển sinh. Chương trình là sân chơi âm nhạc dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài nói tiếng Việt có độ tuổi từ 16 trở lên, bao gồm đơn ca và nhóm ca yêu thích mọi thể loại âm nhạc như pop, rock, bolero, trữ tình, dân ca. Đồng hành cùng chương trình là bộ tứ huấn luyện viên quyền lực, đó là huấn luyện viên Ngọc Sơn, huấn luyện viên Minh Tuyết. Và hai vị huấn luyện viên còn lại sẽ là một ẩn số vô cùng thú vị. Tuyển sinh tại Cần Thơ, thời gian ngày 16 tháng 12 năm 2017, địa điểm Trung tâm Văn hóa Cần Thơ, đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian ngày 23 tháng 12 năm 2017, địa điểm Khách sạn Windsor, 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5. Mọi chi tiết liên hệ đường dây nóng 0902 767180. Các bạn chỉ việc hát hay, mọi thứ để chúng tôi lo.